Tuấn Nùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Nùng. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tuấn Nùng sẽ review tiếp tục cái công việc là đồng hành cùng anh em thợ để làm nốt các cái phần của công trình phụ đối với lại nhà của ba bé mồ côi Thảo Như Ngọc. Hôm vừa rồi thì trong cái phần 51 chia sẻ về hoàn cảnh của bé Thành, Tuấn Nùng cũng đưa ra những cái hình ảnh về cái thứ nhất là ví dụ như ai đó mà hỗ trợ, chẳng hạn mình chạy chữ trên cái màn hình, với lại những cái đầu phiếu mà mình mua hàng hóa đó. Đó, khi mình quay lên thì bây giờ nó sẽ vi phạm vào cái chính sách của thằng YouTube. Do vậy cái phần 51 của bé Thành là đã bị xóa rồi. Nên là bây giờ Tuấn Nùng phải rút kinh nghiệm và hạn chế, không là có thể là sẽ mất kênh. Chiều nay thì các bạn có thể nhìn thấy là đối với lại kia đầu hồi của nhà chính đã được chát xong hết rồi. Đấy, còn mỗi chỗ cái cột trụ, bổ trụ này là còn chưa được cầm nốt ở phía mặt bên này thôi. Vậy là chát xong rồi. Đợi nó khô khô xong là sẽ ốp nốt cái phần mái chỗ hồi bên này. Bé Như làm gì ấy? Còn đối với lại cái bề phốt thì đã đục xuống một hàng gạch. Các bạn có thể nhìn thấy cái vết đục xuống khoảng 30 phân. Tức là dưới hai cái hàng gạch. Và đã lắp cái cút rồi. Cái cút thì sâu xuống tận dưới. Đó. Bên kia thì cũng đã được lắp cút. Còn ở chỗ phía trên này, những cái đường này sẽ là chỗ đường để thông khí. Ngày mai ốp cái tấm đan lên trên này là người ta sẽ rải xi măng xung quanh thôi, còn cái phần giữa này không có rải, để không khí ở trong cái bể phốt nó sẽ thông được vào nhau. Đó. Còn đối với lại khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh cũng đã được chát. Nó được chát gần xong rồi. Sau khi chát xong hết thì mới đào cái hệ thống đường thoát nước. Tất cả những cái ô thoáng. Xi măng bây giờ còn khoảng bao nhiêu bao nữa chú? Không biết. Nhưng mà còn áng chừng nó còn khoảng độ mấy chục bao chứ. Phía tường nhà bếp này còn chưa chát này các bạn này. Mình phải tính cái lượng xi măng. Với lại phần cắt chát nữa. Cắt chát là cũng hết rồi đây này. Các bạn có thể nhìn thấy đây chỉ còn khoảng độ một cối vữa nữa là hết rồi. Em ơi! Em à! Cắt chát với xi măng bây giờ còn khoảng bao nhiêu bao xi nữa? Còn cắt chát nữa này. Bây giờ để chát hết cái bếp này thì phải cần thêm xi với cát nữa rồi. Các bé là vui lắm. Bé Ngọc có vui không? Sắp có nhà mới, sắp được ở nhà mới rồi. Có vui không con? Có. Xi còn bao nhiêu? Còn 13 bao nữa đấy à? 13 bao, còn là còn lát cái gạch ốp, cái gạch hoa này. Đó, còn chát ở phía ngoài này này. Còn chát ở cái đầu ngoài này nữa.
À, thế là dọn vào đây ngủ rồi đấy à? Thì con đòi về ngủ mấy hôm rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy là màn trời không lo, bây giờ chỉ có lo chiếu đất thôi. Các bé là ngủ dưới này. Đấy. Hôm nọ cũng mua hai cái màn để tránh muỗi. Tại vì hôm nọ các bé không có màn đâu các bạn ạ. Bây giờ là ngủ ở dưới nền gạch hoa này sẽ rất là mát thôi. Các bé đã vào đây ngủ rồi. Thế tối như ngủ đây à? Ba chị em ngủ đây hết à? Thấy ngủ nhà mới có thấy thích không? Có à? Các bé đã dọn vào. Mẹ đã căng màn để cho các bé ngủ trong này rồi. Là cái hồi đã chát xong hết, nhà vệ sinh cũng đã được chát xong. Nếu mà bây giờ chát hết cái phần bếp này, bây giờ chát hết thì cần khoảng bao nhiêu xi nữa, chú tính được không? Bên kia chả biết còn mấy bao rồi. 13 bao. 13 bao, trong khi đó là mình còn bể phốt này, ốp gạch ở nhà tắm này. Đấy. Còn đổ cán nền nhà tắm nữa này, lát gạch nhà tắm này. Đấy. Xong còn cán nền bếp này. Ba bao là chát được hết cái nhà tắm nhà vệ sinh đấy. Ba bao. Thế thì để chát được cái nhà bếp này chắc là cần khoảng độ 4 bao, 5 bao đấy. 5 bao. 5 bao phía ngoài nữa. Cả ngoài cả trong. Chắc ngoài không đủ đâu, phải ngoài cả trong. Nhưng mà đây bếp mấy nhất mong đây. Ngoài cả trong 5 bao. Không là phải lấy thêm cắt chát với lại cả xi á. Thì mới đủ để làm hết được. Hay không cần chát nữa nhỉ, để thế cho nó đẹp nhỉ. Bây giờ không cần chát nữa để thế cũng đẹp nhỉ. Còn mấy cái cây gỗ này là mấy hôm là để làm cái đòn mái bếp này luôn. Làm cái đòn mái bếp này luôn, cái tấm lợp là sẽ lợp ở dưới cái mi này này. Đó. Bây giờ phải đục xuống này. Phải đục xuống đấy, làm cho nó chắc chắn này, cái này. Vâng. Đục xuống bê tông mới vào được. Còn một cái cây sắt gì nữa nhỉ? Còn một cây sắt đủ dài từ kia qua đây không? Để mình đặt ở trên cái trụ này này. Có đấy. Có cây sắt đặt. Cái sắt dài kia là đủ đặt đúng không? Thế thì lấy cái sắt đấy làm chuẩn mái ở phía trên, còn ở bên dưới này đục để cho nó thẳng theo cái pro mình xuống. Ôi dồi ôi, còn đổ ấy nữa mà. Còn đổ cái thu hồi của cái bếp lò nữa này. Còn nhiều xi đấy. 1 tấn nữa liệu có đủ? 20 bao nữa. Nếu mà lấy 20 bao nữa liệu có đủ không? Hay là lại thiếu? Theo chú. Còn ốp lát gạch hoa của phần nhà tắm này. Đấy, chát ở phía ngoài này hết này. Xong mai này còn xây cái bể nước này. Xây bể nước là bây giờ hết gạch rồi à? Hết. Còn mấy viên trong nhà không đủ xây cái bể nước rồi. Đủ rồi, không được cái bể nước không? Không cái tét này là họ cho mình mượn thôi, cho gia đình mình mượn thôi. Cái bây giờ mình là nhà bây giờ chưa có cái gì để nước đâu. Mà mai này cái nếu mà có kinh phí mà mua được cái tét nước để trên kia thì đẹp nhỉ. Để ở trên chỗ cái gốc xoài trên kia. Có tét thì san trên đấy. San trên đấy xong là đổ cái trụ. Đặt cái đế sắt ở trên đấy xong là đặt cái tét nước lên làm cái tét 2 khối thì thoải mái rồi nhỉ. Hôm nọ đi xuống kia hỏi cái tét 2 khối là mấy triệu nhỉ em nhỉ? 4 triệu rưỡi đúng không? Lấy tét đứng thì nó lực nước nó mạnh hơn, còn tét nằm thì lực nước nó không mạnh bằng tét đứng. Căn nhà thì cũng đã hoàn thiện rồi. Mấy hôm nữa mà sơn lên thì các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp. cái mép tường kia bị vỡ một miếng bé bé kia, chú vá vào cho cháu nhé, để mấy hôm
cho nó khô là mình sơn luôn cho nó đẹp đấy, không là đợi một tí chỗ này chỗ kia là nó. Hôm qua làm xong chẳng biết trẻ con vào. Trẻ con nó đập vào à? Trẻ con đập vào. Ngọc mẹ. Đấy, còn trang trí hai cái chân cột này nữa này. Đấy, nhiều lắm. Nói chung là bây giờ chắc là xi măng phải tính một phát xem là hết bao nhiêu. Để mình cho xe nó trở lên xong là lấy thêm một ít gạch đỏ nữa chẳng hạn, về xây cái bể. Đấy. Với lại lấy phải lấy thêm một ít cát chát nữa đấy nhỉ. Cát chát bên kia còn khoảng bao nhiêu bao em? Kiểm tra hết vật liệu. 15 bao thì chắc là có đủ không? Chắc đủ chắc cái nhà bếp đấy mấy. Cái này không có hôm nay gần hết cắt chắc rồi. Còn cái sỏi này nếu mà bây giờ mình mà đổ cái bể có đổ được không? Làm cốt pha đổ bể. Sỏi này chắc lấy cắn nền mà nhà bếp mà. Đúng rồi, sỏi này lấy cắn nền nhà bếp mà. Ê, vậy là vật liệu vẫn còn thiếu lắm, chúng ta cần phải lấy thêm cả xi, cả một ít gạch đỏ nữa để có thể xây một cái bể phía ngoài để trữ nước. Đó, kế hoạch là mình đã làm mái tôn và dẫn nước cả mái sau mái trước về, dẫn cho vào phía bể nước để dự trữ nước dùng cho gia đình. Mà lại nếu gia đình có tiết kiệm được chi phí điều kiện thì các bạn có thể nhìn thấy được phía gốc cây xoài phía trên này có một cái tạ ly rất là cao. Để cái tét trên này là có thể được dùng nước được cho nhà tắm, nhà vệ sinh và nước ăn dùng cho sinh hoạt gia đình. Còn nước để lấy từ trên mái kia về, đấy, nước mưa đấy thì sẽ được cũng dùng cho sinh hoạt, ví dụ như rửa rau, rửa chân tay, tắm rửa thoải mái vì nguồn nước cũng rất là sạch. Đó, còn cái nguồn nước ở dưới giếng kia thì mỗi một ngày chỉ bơm được khoảng độ 2 đến 5 can 20 lít thôi, tức là một ngày ở giếng nó chỉ bơm lên được khoảng 100 lít nước. Thì mình sẽ có một cái tét nước ở phía trên này để sử dụng cho nước ăn. Đấy. Đặc biệt là cho cái khu công trình phụ đó. Đấy. Còn cái góc chỗ cái bếp lò này mình sẽ xây một cái bể cũng dài khoảng 1,5 m ra đây, cao lên khoảng độ 1,5 m để dự trữ nước nhiều nhất có thể cho gia đình. Phía trên này rất là cao đấy các bạn ơi. Còn cái sỏi kia thì chú trộn xong chú đổ đằng sau này cho cháu nhé. Đổ một ít, cái này lấy sỏi đổ đi. Cái này người vẫn đi được đấy, sấn sấn ra. Làm thành một cái rãnh nữa để thoát nước ra. Khu nhà tắm vệ sinh các bạn có thể thấy chát xong rất là rộng rãi. Dạ. Ở cái khu tam giác ở phía trên kia là hôm qua là chát xong hết rồi đấy nhỉ? Hả?
cái khu tam giác ở góc phòng trên kia ấy, trên mái đã hết rồi gì? Quen nước xi trồng thấm hết rồi gì? Vâng, ok rồi. Đánh bóng nữa chứ. Đánh bóng nữa cả. Thế thì mưa nó mới không dột vào nhà được. Công mai này mưa nó hắt bắn vào nhà xong lại ướt hết phòng, nó ngấm vào. Đấy là theo kia tính toán là phải lấy thêm tấm xi nữa. Nay hai người làm được thế thôi. Vâng. Đằng sau này cũng phải chát này, không là mai này mưa nó hắt vào. Nói chung là phải chát hết. 12, 13 tấn xi. Đây tấn tấn nữa là 13 tấn xi rồi. Nói chung là còn gian nan để hoàn thiện ngôi nhà này. Các đường ống thì ở đây rồi, cũng chưa đào cái rãnh để lắp đặt cái hệ thống ống nước. Sau khi chát xong thì sẽ triển khai làm luôn. Tấn Nung phải tính xem cắt chát có đủ không này. Tại vì mình còn lấy cắt chát về để chát hết toàn bộ phần bếp. Xong còn nào. Xây cái bể nước và hệ thống lát cái hệ thống gạch hoa trong khu nhà tắm nhà vệ sinh và đào cái đường thoát nước, bể phốt với đường thoát nước ở nhà tắm nữa. Nói chung là cũng hòm hòm, nhưng để hoàn thiện thì vẫn cần phải lấy thêm vật liệu nữa. Khu vực bếp lò này thì rất là to. Rất là kiên cố luôn các bạn. Nhà rất là đẹp. Không có chỗ nào để chê cái ngôi nhà này. Rất là kiên cố chắc chắn. Lại đi nhặt được ốc ruộng về à? Ở đây thì trên này có cái ốc ruộng này rất là ngon các bạn. Hồi nhỏ Tuấn mình cũng thích đi nhặt. Sau khi nhặt về ngâm được 1-2 hôm bắt đầu chặt bỏ cái đít nó đi. Rồi cho mỡ vào, cho mỡ vào già mỡ đảo, cho muối. Sau đó là cho lá chanh, củ xả xuống, một ít rượu. Xào lên. Chút gừng nữa, cho nước vào, nấu canh, rất là ngon. Tính đến thời điểm bây giờ, ngôi nhà của ba bé Thảo Như Ngọc thì có anh Việt Anh Vũ đại diện cho hội tiếp cận nụ cười tuổi thơ ở Úc hỗ trợ để thực hiện xây dựng cái ngôi nhà này. Cũng không có thêm Mạnh Thường Quân nào hỗ trợ cho ba bé. Nên là với cái kinh phí và cái thiết kế ngôi nhà, dự kiến ngôi nhà kiên cố chắc chắn nhất, đẹp nhất. Do vậy là cũng khá là tốn kém với cái nguồn dự toán thực hiện xây dựng ngôi nhà này hết khoảng 160 triệu tổng thể. Đến thời điểm này thì Tuấn Lùng tính cũng thấy là kinh phí cũng đến hạn rồi, tới hạn luôn. Thì ngôi nhà rất là rộng, rất là kiên cố. Đấy là cái tấm lòng của anh Việt Anh, của hội tiếp cận nụ cười Úc
hỗ trợ đồng hành cùng ba bé Thảo Như Ngọc. Với một ngôi nhà như vậy, ở đây nếu mà để xây dựng được thì cần rất là nhiều chi phí. Theo ước tính của người dân bản địa khi người ta đến đây, nếu chỉ với khoảng 160 triệu người ta không bao giờ dám làm ngôi nhà như vậy cả. Móng cứng, dầm 20-30, đổ mái hiên tây. Có nhiều quý vị khán giả cũng góp ý là thôi mình có bao nhiêu chi phí thì mình làm bấy nhiêu thôi. Thì theo cái sự hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân thì Tuấn Hùng cũng dự kiến làm ngôi nhà tầm đó tiền thôi. Đó. Nên là cũng có thể là đây là một cái ngôi nhà đầu tiên nhất trên kênh của Tuấn Hùng. Ngôi nhà thứ ba nhưng mà là ngôi nhà đầu tiên mà Tuấn đã phải tính toán từ đầu. Nên là cái sự tính toán của mình lúc đầu nó không thể chuẩn được. Lý do là mình cũng không biết là sẽ sử dụng hết bao nhiêu xi, bao nhiêu gạch, bao nhiêu. Tức là mình chỉ tính theo cái công thức chung của anh em thợ. Người ta đi xây dựng lâu năm, người ta cho mình cái công thức mà tính thôi. Đó và cái dự kiến, đấy, xi măng hết khoảng bao nhiêu. Ví dụ như xi măng hết 12 tấn, gạch hết khoảng độ, gạch đỏ hết khoảng độ 1 vạn rưỡi, gạch bi là hết khoảng 2.000. Đó. Và sắt thì hết khoảng độ bao nhiêu cây phi 12, bao nhiêu cây phi 10, bao nhiêu sắt 6, bao nhiêu sắt 8. Thì cái này là theo cái tính toán mình tham khảo đấy để mình xây dựng. Còn đối với thiết kế ngôi nhà này cũng được chú Danh Trung hỗ trợ trong vấn đề thiết kế, tư vấn và giám sát về cái kỹ thuật xây dựng ngôi nhà đó. Trước đây thì Tuấn Hùng cũng làm cái ngôi nhà của ASEAN là hỗ trợ cho em ấy khoảng độ 70-80 triệu thôi. Em gia đình phải bỏ ra khoảng độ 80-100 triệu nữa làm một cái ngôi nhà. Nhưng bên chỗ nhà ASEAN thì vận chuyển vật liệu rất là xa, mất 3 km để vận chuyển vác bộ hoặc là dùng xe máy để chở. Và cái chi phí, nguyên chi phí em ấy vận chuyển là hết hơn 20 triệu rồi, vì tiền xăng, tiền ăn cho bà con nhân dân đến giúp đỡ. Còn đối với gia đình của ba bé Thảo Như Ngọc này cũng phải bỏ ra chi phí tiền xăng với lại hỗ trợ tiền ăn cho gia đình, nhờ bà con đến để vận chuyển một cây hai từ ngoài đường lớn vào đến đây để tất cả cái vật liệu mang vào đây để xây dựng được cái ngôi nhà như vậy. Đó cũng rất là vất vả. Ngôi nhà thứ hai thì Tuấn Hùng cũng hỗ trợ là nhà của chị Vé, 10 đứa con. Đó, thì với ngôi nhà của chị Vé thì Tuấn Hùng cũng kêu gọi hỗ trợ thì từ các Mạnh Thường Quân gom góp được hơn 60 triệu và làm một cái ngôi nhà cũng rộng đến 80m². Đó. Nhưng chỉ hoàn thiện được cái phần cứng thôi. Còn những cái phần phụ như công trình phụ các thứ thì cũng không thể hoàn thiện hết được vì cái nguồn kinh phí rất là thiếu. Nhưng đối với ngôi nhà chị Vé là mình chỉ hỗ trợ tiền vật liệu thôi, gồm có gạch, xi măng, cắt đá, sỏi, sắt, thép. Còn công thì gia đình phải tự lo từ A đến Z, nhờ bà con hàng xóm này với lại cậu con trai lớn của chị Vé cũng hỗ trợ để xây dựng. Đó. Nhưng đối với nhà của ba cháu một côi này thì nhân công mình cũng phải thuê từ A đến Z. Rồi vật liệu mình cũng phải lo. Gia đình thì mẹ các bé không có điều kiện, không có kinh tế. Ngoài cái nguồn hỗ trợ của nhà nước hỗ trợ cho 40 triệu để góp vào xây dựng ngôi nhà. Do vậy mà quý vị khán giả cũng theo dõi từ đầu thì có thể là thông cảm được cho cái hoàn cảnh này. Còn những ai mới theo dõi trên kênh Tuấn Hùng để biết được cái chương trình xây dựng ngôi nhà của các bé ngay từ đầu thì các bạn có thể theo dõi lại từ các cái phần trước để tránh hiểu lầm. Tránh cái sự hiểu lầm là Tuấn Hùng muốn làm nhà cho các bé phải làm villa, biệt thự hay là mình phải làm nhà thật đắt tiền. Không phải, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Mà đây là Mạnh Thường Quân hỗ trợ được như thế nào thì Tuấn Hùng sẽ xây dựng theo cái dự toán để tạo nên một cái ngôi nhà, là cái dự trù kinh phí tạm thời mình tính là hết bao nhiêu để đảm bảo được cho các bé có một ngôi nhà tốt nhất với cái lượng tiền đó. Đó, tức là vẫn tính theo cái hướng là liệu cơm mà gắp mắm, nên quý vị khán giả phải thông cảm.
Còn là khi tạo xong một cái ngôi nhà như vậy cho các bé rồi, đến giờ phút này có thể là thiếu téc nước này, đó, thiếu cửa này, hay là những chiếc giường hỗ trợ cho các bé sau khi có nhà thì cũng có giường ngủ, hay là một chiếc bể nước như thế này, là ngoài cái lúc đầu tính toán của mình, hay là cái téc nước để sử dụng cho gia đình đặt trên kia cũng ngoài cái tính toán của mình. Thì bây giờ nó thiếu chỗ đó thì Tuấn Nùng sẽ kêu gọi thêm Mạnh Thường Quân có thể hỗ trợ và đồng hành cùng Tuấn Nùng hỗ trợ cho các bé thôi. Sao lại trong nhà đấy con? Ui, bọn trẻ con chơi ở trong đấy, bảo bảo để ý em nha, con muỗi đốt nha. Như ơi, Thảo ơi. Chỗ đấy chắt phẳng luôn chú nhỉ. Chắt cho nó đẹp luôn. Làm phát cái đẹp được đâu. Phải phát nữa à? Phải làm thêm một phát nữa nó mới đẹp được đúng không? Cái này là ăn dần thôi. Lúc nào có thừa thì cũng hòa vào thôi. Đây lúc nào là hoa. Mơ cụ tóc cũng khẩu chứ nè. Đó, theo cái dự toán lúc đầu thì Tuấn Hùng cũng nói rồi là làm cái nhà như vậy thì bằng đó vật liệu, bằng cái đó lượng tiền thì mình cũng không thể tính chính xác ngay từ lúc đầu được. Tại vì cái nhà này gần như là cái nhà đầu tiên trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang được anh Việt Anh đồng hành gần như là hoàn thiện cả một cái ngôi nhà, từ cái lúc đầu tính toán lấy vật liệu cho đến khi xây dựng ngôi nhà, về diện tích ngôi nhà sử dụng như thế nào, thiết kế ra làm sao, công thợ ra làm sao, thì theo cái dự trù kinh phí ban đầu Tuấn Hùng tính toán luôn là tầm đó tiền, hết bao nhiêu tiền và mình lấy những vật liệu gì như thế nào thì mình tính toán ngay từ đầu. Và Tuấn Hùng cũng báo cáo cái tổng chi phí đối với lại anh Việt Anh là sử dụng hết bấy nhiêu đó. Đó, sau khi làm nhà xong thì những cái phần tiếp theo, ví dụ như bàn ghế hay là tủ quần áo hay là cái giường của các bé thì chưa có. Nên Tuấn Hùng sẽ kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ quý vị khán giả để hỗ trợ cho ba bé có được cái cuộc sống tốt nhất thôi. Đó, đó là cái điều mong muốn của Tuấn Hùng cũng như của quý vị khán giả. Các bạn có thể thấy là cái bếp lò cũng rất là lớn này. Đấy. Nhà bếp cũng đã xây xong, bây giờ cũng phải chát cho nó hoàn thiện. Cố gắng làm sao để cho cái ngôi nhà của các bé hoàn thiện nhất và tốt nhất. Bây giờ trời chiều rất là âm u, như kiểu sắp mưa. Anh em thợ cũng sẽ, các chú cũng cố gắng là sẽ chát nốt cái phần chân hiên ở phía ngoài này. Sau khi đã chát xong hết cái phần nhà tắm ở phía trong, Tuấn Hùng sẽ tính toán lại để xem cái phần cắt chát dùng hết bao nhiêu. Lấy thêm một chút gạch đỏ xây cái bể nước ở đây. Đó, với lại lấy thêm khoảng độ 1 tấn xi nữa. Tại vì còn lát gạch nhà vệ sinh, cán nền nhà bếp, chát nữa là xong. Và sơn cái nhà chính là xong toàn bộ cái ngôi nhà này rồi. Nếu đẩy nhanh tiến độ làm thì chắc là mất khoảng độ 5 hôm nữa đến 7 hôm nữa, tức là 1 tuần nữa thì cố gắng cho nó xong và lợp hết cái mái bếp này. Vậy là đã xong cái ngôi nhà. Còn đối với lại cái phần đầu hồi bếp này thì sẽ dùng nước xi để quét chống thấm này các bạn ạ. Tại vì nó nằm ở phía trên của cái mái bếp. Mai này mưa có thể là hắt từ mái pro này vào đó, sẽ khiến cái tường nhà có thể là bị ẩm nước. Do vậy mình sẽ quét chống thấm ở mỗi cái hồi trên này thôi. Ngày mai là làm tiếp công trình phụ đó chứ. Chú. Ừ. Mai là đào ống nước để lắp đặt hệ thống nước chứ. Mai phải biết được. Còn cát thì cũng... Cát chứ? Vâng. Cát
bên trong nhà bếp nhỉ? Chắt chắt phía ngoài trước hay chắt trong trước? Ở bên này còn phải đổ cái tấm đan làm cái khu. Còn mấy cái gạch này chỉ đều xây cái chân đấy thôi chú ạ. Cái gạch gạch xi này còn lại là đủ để xây cái chân của cái rộng 60 của cái phần để bếp ga ấy. Với lại để cái bồn rửa rau, rửa bát ở phía trong này thôi. Đó, xây cho cháu cái chân gạch, làm cái chân của nó xong là mình đổ cái tấm đan rộng 60. Đấy, trong này chát xong rồi các bạn này, thấy không? Rộng rãi, thoải mái. À, trước đây là thiết kế để đẩy ra phía sau nhưng gặp đá tảng nên là không làm cách nào để đẩy được, nên là không tạo được cái hành lang là sẽ làm nhà tắm nhà vệ sinh chung một phòng này luôn. Nó tại vì chỉ có bốn mẹ con thôi, toàn là con gái cả. Nên là cái khu vệ sinh sẽ nằm ở phía trong đó. Các bạn biết là cái chiều này rộng 1m75 cả bì. Và kéo dài theo cái nhà bếp này là 4m. Đấy, 40, 40, 47, 28, tức là gần 7m2 nền. Nhà tắm nhà vệ sinh là rất rộng rồi. Các bé cũng được dặn dò nên là không bao giờ dám đến đây để chơi ở đây. Chơi ở đây ngã xuống đây thì cũng rất là nguy hiểm, bị thả nước. Các bé cũng không chơi ở đó. Phải cho nước vào tráng cái xô nhá, không là mãi vữa nó bám à. Cái này chát được một lớp này thôi nhỉ. Mai mà để nó vuông thì chặt một lượt đấy xong lấy vớt khô về. Hay là lấy gạch về xây thêm một hàng nữa là một bậc. Ôi, lấy chi bó đẹp đẽ là được rồi. Còn cái gạch ốp cái chân tường này còn ở trong cái gian phòng kia ốp nốt. Mai em chúng sẽ ốp nốt cái chỗ đó. Cái này nếu là ốp ở ngoài này cũng đẹp mà nhỉ. Nhưng mà không cao bằng nhỉ. Không cao bằng. Đau lưng hết rồi. Vậy là cũng xong. Trong cái công việc của ngày hôm nay. Hôm nay em chúng đi có việc. Đi lên trên đỉnh núi. Trên này các bạn này, trên cái đỉnh núi đó. Cái hệ thống lô cốt, di tích lịch sử từ ngày trước thời Pháp thuộc đấy. Nên nó có công việc nên là hôm nay em ấy không tiến hành hỗ trợ được. Cái này là bây giờ là mai mua cho 2 viên đá hải dương về mài tường trước để chuẩn bị sơn nhé. Mai tôi mua cho 2 viên đá về cho mài hết tường đi, phục vụ cho chuẩn bị cái công việc là sơn nhà cho nó đẹp. Hôm nay thì Tuấn Nung cũng lên review một tí giờ chiều thôi, cho quý vị khán giả có thể nắm được những cái khâu kỹ thuật quan trọng nhất mà chú Danh Trung đã góp ý. Đấy là ngay từ cả cái bể phốt là đã lắp xong cái hệ thống các cái cút rồi và đã đục sâu xuống theo yêu cầu, đúng đảm bảo kỹ thuật. Đó. Và nhà tắm, nhà vệ sinh cũng đã được chát hoàn thiện. Còn phía nhà bếp thì sẽ tính lại cái phần cát với lại xi măng, cần lấy khoảng bao nhiêu nữa thì Tuấn Hùng tính để cho xe chở lên luôn một chuyến, từ cát, chát này, xi măng này đến gạch đỏ, lấy thêm một ít gạch đỏ nữa để xây cái bể nước. Còn đối với lại những cái gạch bi còn lại này là để xây cái chân, cái tấm đan để đặt cái khu bếp và cái khu rửa bát ở phía ngoài này. Ở chỗ đấy thì mai này sẽ đục một cái vòi nước dẫn vào phía trong nhà. Xây xong cái bể thì mình sẽ tính toán cái vấn đề đó. Ôi, cái gạch này lại đủ chân cái bàn nó này, chân bàn bếp này. Đấy, để đủ làm cái chân bàn bếp nữa thôi. Còn xây cái bể kia thì sẽ lấy gạch đỏ thôi chú ạ.
Lấy gạch bỏ đỏ, lấy loại gạch đặc kia để chống thấm thấm nước luôn, chống bị dột bể luôn. Gạch gạch lỗ cũng được thôi nhỉ, cái gạch là làm bể nước ấy. Còn nó giò hay không giò là do mình chát thôi, do mình đánh bóng thôi. Đúng rồi, do mình đánh bóng, do mình chát thôi. Đấy, như thế này, nếu mà làm cái này, nếu mà có một tấm tôn mình không ngăn được thì mình lấy một tấm tôn về trong đấy không cần ngăn. Ngăn tắm thì bố mẹ con cùng tắm hết, còn nếu lúc đi vệ sinh thì cũng chỉ từng đứa thôi, chứ không không phải là có phải là làm cho đông người đâu, chỉ có bố mẹ con thôi, nên là một làm không gian chung như thế cũng được. Còn không, trước đây là mở thêm một cửa bên này nữa. Đây là cái hành lang đây các bạn, cái hành lang này lại ra là cái này là hành lang chỉ xây cao đúng bằng cái cửa này này, thẳng ra đây. Còn cái phía sau đấy là cái khu vào nhà tắm, nhà vệ sinh, phải tốn thêm tường đấy. Rộng quá, 7 mét vuông, quá rộng luôn. Bây giờ cũng muộn rồi, Tuấn Nông cũng xin kết thúc video hôm nay ở đây, di chuyển đi về thôi. Còn mẹ các bé thì hiện tại đang chuẩn bị nấu cái bữa tối đấy, đang đập đít con ốc đấy. Các bé là thích lắm. Tuấn Nông xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nông Hà Giang. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nông Hà Giang nhé. Muộn quá, bây giờ tôi cũng di chuyển đi về thôi. Trời tối rồi.